Mình xin chào tất cả mọi người luôn nha. Thì nay mình thăm bẫy tiếp tục đó cả nhà. Hai cái bẫy Sico, hai bẫy mới luôn nữa nè. Hôm nay mình làm thêm bẫy á mọi người. Hai cái túi lưới nha. Đây, chuột của mình đây. Rồi, đai hết con rồi. Đây, giờ mình vô trong đó có ba cái nha mọi người, rồi tới 7 mình quay lại cho mọi người xem nha. Mọi người xem thấy hay thú vị á, mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Rồi giờ mời cả nhà mình trải nghiệm theo mình thăm bẫy gắn nha cả nhà. Rồi vô tới cái bẫy đầu tiên luôn cả nhà. Cái này chạy hoài luôn á mà hổ nhỏ nhỏ không, chưa thấy dính hổ bự. Rồi chuyến này chuột còn sống luôn cả nhà, chuyến này không dính hổ gì hết á. Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Mấy cái bẫy này im nó ghê luôn, mình đã cắt cỏ nó quần từ lưa hết. Rồi con ngựa. Sao chạy ngựa trời. Ngồi dằn hực luôn cả nhà ơi. Để mình ra ngoài mình bắt nha. Lại mình thăm một cái đằng kia nữa rồi mình bắt luôn cho cả nhà xem. Mình bắt con rắn hổ ngựa ra luôn nha cả nhà. Nãy đằng kia mình thăm cái có người á dính được con hổ ngựa nữa. Còn cái kia thì chết nha cả nhà. Cái kia chết luôn. Vô thăm bốn cái. Bốn cái chạy hàng không nữa. Ghê. Hết bốn cái thấy hai con ngựa là thấy hết ham rồi đó. Khu này là chuyến rồi mình thăm mà chụp được con hổ dện đó mọi người, con hổ dện bự á. Đây con này chắc con cỡ đó. Móng tay nè, trắng đi. Chuyến rồi thăm ở khu này thất mà bắt được con hổ dện với được cặp hổ hành lớn đó cả nhà. Bà cố luôn. Hai con này cỡ, con này bự hơn chút nữa cả nhà. Hai em rắn đầu tiên của mình nha. Mình vô chuột cái mình đặt lại cái cả nhà. Chút nữa rồi mình tới 7 mình quay tiếp nha. Rồi tiếp tục nữa cả nhà ơi. Cái này nữa là hết cái lụn 7 6 cái này. 5 cái nha. Lỏng. Ê, nặng nha.
nặng nha cả nhà. Gì đây? Rồi chết tôi rồi, không ngựa nữa. Ở con này nó tung ghê vậy ta, tung hôm rảnh lên luôn nè cả nhà. Ôi ghê ha, con ngựa này nhỏ mà sao tung dữ vậy ta. Thật nói này chết tôi rồi, gì mà chạy con ngựa không vậy. Rồi để mình lại mình bắt luôn nghe cả nhà. Rồi giờ mình bắt gắn ra luôn nha cả nhà. Này chết thiệt rồi. Rồi thăm năm cái lợp dính ban hổ ngựa. Con này cũng cỡ luôn. Ui, dơ. Đuôi nữa nè cả nhà. Rồi, con này đuôi toàn lấm luôn nè. Hết biết không? Đây đuôi nó nè. Đuôi nó toàn luôn nè. Rồi, để mình bỏ vô một cái nha cả nhà. Tới 7 mình quay tiếp nha. Nay làm gì đâu mà chạy hổ ngựa thì mê không biết. Rồi tiếp tục nữa cả nhà ơi. Này hôm mình đặt người ta dòm dữ lắm mà không biết giờ còn không. Còn còn. Trong lỏng. Chắc dời đi quá. Rồi mình thấy cái đuôi chuột hay gì rồi. Ủa. Thì gắn hổ đuôi này chắc gắn hổ quá. Thiệt mà. Trời ơi. Ở này hổ ngựa bắt đầu chết này, ngựa không có trời. Rồi tiếp tục nữa cả nhà ơi, bữa nay làm gì đi hổ ngựa không có trời. Khó tin thiệt chứ, tan hổ ngựa không. Đây này có hàng nữa nha cả nhà. Trời đất ơi trời, ngựa nữa, gì kỳ vậy ta, chạy không ngựa không vậy, con này nó lơm luôn, thôi chết rồi. Rồi, sao chạy thứ quỷ này không vậy, trời ơi, này chết con, dính con nữa, rồi 5 con rồi, 7 cái lợp dính 5 hổ ngựa. Rồi mình bắt ba ngựa ra luôn nha cả nhà, quá khủng. Việc này làm gì đâu á, làm gì đâu mà chạy có ngựa không vậy không biết. Hôm nay vô cái động ngựa rồi, đúng cái ổ của nó hay gì á, chứ cái luồng bẫy này mình đặt lâu lắm rồi nha cả nhà, không biết sao mà tại nó sao mà nó chạy con ngựa vậy đó nha. Con nào con nấy cỡ cỡ nè, nãy giờ không có con nào bự hết trơn á. Lòm luôn nè. Rồi để mình bỏ nó vô một cái nha cả nhà. Thì tới 7 mình quay tiếp, còn hổ ngựa nữa không nha. Quá trời luôn rồi. Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Có rồi, còn cái 7 không? Rồi, còn. Rồi, có lúa tàu ra luôn nha cả nhà. Đó. Đừng nó hổ ngựa nữa nha. Gì đây? Ôi hổ con nữa. Ôi ôi cái nè. Có chút xíu luôn cả nhà. Rồi, rồi đút cái đầu nó ra nè. Trời ơi cái nó.
Hôm nay sao mình dính hổ con nhiều dữ ta. Này là mới đặt vô liền luôn nè. Hai bịch lúa mình còn ỉ thinh luôn thấy không cả nhà. Đó. Rồi để chút mình ra mình xử lý nó sau nha cả nhà. Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Mình thăm cái này rồi mình ra mình bắt gắn luôn nha. Cái này tự nhiên chạy hai con hổ im re luôn tới nay luôn. Không thấy nhúc nhích gì nữa trơn. Nay nhúc nhích cái coi. Rồi. Lúa không có ra ngoài gì hết trơn. Gì đây? Hữu hành. Trời ơi. Đập bự mà vô hữu hành bự lớn vậy đây. Thôi kệ cũng được. Đỡ hơn không có nha cả nhà. Rồi để mình ra mình bắt cho cả nhà xem nha. Sớm cũng thăm bên kia cũng chết hết hai con hổ hành. Hai con sẽ cỡ này với bự hơn luôn á. Hổ con đây. Trời ơi. Xíu luôn á cả nhà. Này nó cũng nùng dữ lắm, cái đậu banh hết trơn luôn. Ghê không? Xe lưỡi. Rồi để mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi để giờ mình bắt ra nha cả nhà. Cái đó là chết gắn cả nhà. Chết hổ hành. Chung là sớm giờ mình thăm dính cũng đều lắm cả nhà. Thăm dính đều gan luôn á mà. Đuôi nữa nè. Bắt được em hổ hành đầu tiên. Xíu một cái tua lưới cái nè, ghê cái tua lưới không, còn nè ra đầu đây nè con, còn phải vô lâu nữa, ấm nhách luôn á cả nhà. Nó xong nha cả nhà. Trời ơi. Đi xíu à. Ghê quá. Khu này sao gắn nhỏ nhiều quá không biết. Khu này gắn hổ đất này là mình bắt hôm nay cũng nhiều lắm luôn á cả nhà. Mà sao nó dính hoài không? Nhỏ nhỏ mà gắn bự đâu không thấy nè. Rồi, thôi để tới 70 tiếp nha cả nhà. Rồi, tiếp tục nữa cả nhà. Cái này hổm chết gắn uổng ghê luôn. Cái này mình đặt ngay tới cửa nhà. Ôi, sợ tống lỏng rồi. Tống lỏng thứ bảy rồi. Trời ơi, con hổ ngựa nữa. Thì kỳ cục quá trời. Ôi ơi. Nó chết tôi rồi, còn đắt gì. Ngựa không? Tiếp tục nữa cả nhà. Hôm nay 07 không thể tin được. Gắn gì chạy tới ham chứ không ngựa chạy là không ham mà. Trời ơi, không đá con nữa. Kỳ cục quá ta. Trời ơi. Hồi nãy mình không dám thọt cái tay vô là vậy á mọi người. Ở đây nó dính hổ đất nhỏ nhiều ghê luôn á.
con này cũng xém xém kẹt đầu luôn đó nè. Để hồi mình bắt ra sau luôn nha cả nhà. Con này trọng hơn con nãy chút xíu, con này sắp lột rồi cả nhà. Mắt đục luôn rồi. Nói chung là nay hôm mấy cái nó lợp này là nãy giờ mình thăm mới có 11 12 cái nha cả nhà. Mà dính vậy đó. Giờ mình bắt hai con này ra luôn nha cả nhà. Túi ngựa luôn. Con nhỏ. Xíu vậy nè cả nhà. Ghê. Trời ơi, con này nó cũng ốm xương không. Con này mất 7 dữ lắm. Đây ta nói còn rắn lớn rồi mình neo neo mình lì mình đặt đó chứ. Mất cũng khiếp mất. Hai con nha cả nhà, hai con hổ nói bà ngựa ra luôn nha, rồi chạy tới hàm. Gớm quá. Con kia là có cứt có tiện, con này có cứt không có tiện nhiều quá. Túi ngựa luôn rồi cả nhà. Hết nói không? Rồi, thôi để tới 7 mình quay tiếp nha cả nhà. Rồi, tiếp tục cả nhà ơi. Cắt cỏ chắc xong cái lợp nữa không quá. Một con. Trời ơi không ngựa nữa. Kỳ vậy ta. Trời ơi dính đều gan luôn mà không ngựa không mà cả nhà. Trời ơi có 20 cái lợp mà nó dính nãy giờ không ngựa biết nhiêu nói rồi. Rồi để mình ra mình bắt luôn nha cả nhà. Rồi bắt gắn ra luôn nha cả nhà. Khó tin thiệt chứ. Không ngựa nó chạy sao. Không thể nào tin. Con hành hay gì chạy đỡ. Trời ơi ngựa nãy giờ chạy một lứa không. 5 lạng, 5-6 lạng. Túi mà còn dính con ngựa nữa. Mình thăm hết luồng 7 này coi bao nhiêu con hổ ngựa nha. Cả nhà đón xem nha. Cả nhà theo dõi hết cái clip này thử coi bao nhiêu con hổ ngựa nha cả nhà. Ôi đợi ra đi má ơi. Ra, chui ra, mẹ, chui ra.
7 hổ ngựa rồi cả nhà. Chết con nha, còn 6 con. 7 hổ ngựa chết hết 6 con. Ý chết hết một con còn 6 con. Ghê thiệt. Rồi, tục nữa nha cả nhà. Để mình đặt sau nhà người ta. Đặt kế bên nhà luôn. Cái này đặt nó có hữu hành. Rồi, có hữu hành nhưng mà chết queo rồi. Rồi chết còn xương thôi. Cái này dính luôn nha cả nhà. Dính đều gan luôn thiệt. Tiếp tục nữa nha cả nhà. Rồi chuột còn sống. Rồi mình về tới nhà rồi nha mọi người. Sợ chuyển mưa cái mình tranh thủ mình về sớm. Mà về tới nhà cũng tối thui à. Nay là vô có đông ngựa luôn. Này được 4 hổ hành mà chết hết 3 con, bắt được có 1 con hả cả nhà. Đem hết mấy cái bẫy về nữa. Này ngày em nó qua nó thăm. Nè, nay nó thăm nè. Ủa, một hổ ngựa. Hai em hổ hành có chút xíu à. Nãy thất hơn mình đó. Mình được hai con đại ca khủng chưa? Nãy giờ đâu thấy được. Bự dữ lắm nha. Bằng con tay út ạ. Rồi, thôi mình xin kết thúc clip luôn nha cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thú vị á. Cả nhà đăng ký kênh ủng hộ mình đi nha. Đây. Quá ngựa luôn. Rồi, thôi mình chào tất cả mọi người luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.